Theo như anh được biết, tập tục nuôi ma só là một phong tục tập quán lâu đời của người miền Cao. Họ nuôi ma só là để giữ nhà. Anh thì cũng chưa biết là thật hư chuyện này như thế nào, nhưng mà để nuôi một con ma só, thường là họ dựng một xác chết vào góc nhà, đúng gì không? Ừ, em cũng nghe ba em kể như vậy á. Ủa, vậy là cái hòm hồi nãy mình thấy là có xác chết trong đó thiệt hả? Đúng rồi, cái hòm đó là có xác của một người mà. Trời ơi, mình đang sống chung với người chết đó Kỳ Phương. Nè, với điều kiện kinh tế của ba em á, để thuê một người quản gia thì nó rất là đơn giản. Tại sao lại thuê một thầy mo với nhiều điều bí hiểm mà còn chấp nhận cho thầy mo nuôi một con ma sói trên đất của mình nữa? Chuyện này em cũng đâu có hiểu đâu. Nhưng mà trước đây á, ba em với lại thầy mo, hai người rất là thân với nhau luôn á. Trời ơi, ngôi nhà này đúng là có nhiều điều kỳ dị ha. Chị chỉ mới sống ở đây có một ngày thôi á, mà có bao nhiêu chuyện xảy ra là chị muốn ngộp luôn rồi nè. Kỳ Phương, tưởng tượng mình ở đây 2 tuần không biết làm sao ha. Chị nói đúng rồi đó. Căn nhà của em á, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người ở đây rồi. Người ta á, tới đây còn không dám nữa, huống hồ gì là bước vào. Mọi người ở đây ai cũng sợ con ma sói của thầy mo, nhưng mà riêng gia đình em thì không à. Trời, đương nhiên là sợ rồi, nhưng mà sống riết rồi cũng thành quen à. Với lại á, mình nói con ma sói vậy thôi, thật ra nó rất là hiền. Nếu mà mình không ghẹo nó thì nó cũng đâu có hại gì mình đâu. Với lại á, thầy mo cũng nhốt nó ở trong cái hòm rồi, làm sao mà nó lẻn vô trong đây được, đúng không? Em á, là bây giờ em hết sợ nó rồi. Nếu mà nói vậy á thì em cũng yên tâm, cũng đỡ sợ. Nói gì chứ chị sợ ma lắm đó. À, em có chuyện này dặn hai người nè. Trong căn biệt thự này á, chỗ nào hai người cũng có thể tới được, nhưng mà trừ 3 chỗ: nhà của thầy mo, và cái nhà kia, với lại qua gì đằng sau biệt thự nữa. Ê, vậy là cái căn nhà nhỏ kia cùng với hoa viên này có nuôi ma luôn hả? Trời ơi, Kỳ Phương, có tới 3 con ma lận đó. Không phải. Hả? Chỉ có 1 con ma só của thầy mo thôi. Nói chung á, làm dạng vậy hai người cứ nhớ đi, chứ để ba em bắt gặp được là hai người không được ở đây nữa đâu đó. Tụi anh biết rồi, tụi anh không đến những nơi đó đâu. Mấy ngày nay không gặp Honey, Honey có biết là A Giang nhớ Honey nhiều lắm. A Giang có thật bụng không? A Giang thật bụng à. A Giang thương Honey nhiều lắm. A Giang muốn lấy Honey làm vợ. Thật chứ? Thật mà. Honey cũng yêu A Giang nhiều lắm. Ở đâu? Honey, Honey bình tĩnh nào. Honey, bình tĩnh. Đâu có ai đâu. Chắc là Honey tưởng tượng. Bình tĩnh lại nha. Honey bình tĩnh lại nha. Có A Giang ở đây rồi. Honey, ở đây đâu có quỷ ma gì đâu. Honey bình tĩnh lại đi. Có quỷ, tôi đang sợ lắm. Honey, thôi đi. Lần nào cũng vậy hết. Tới phút cao trào là Honey là A Giang mất hứng à. Honey nói thật mà. A Giang đưa Honey về đi, Honey sợ lắm. Vậy thì về. Nhưng mà Honey nên nhớ, lần sau á, cô muốn bày trò thì kiếm trò khác đi. Honey nói thật mà. A Giang, A Giang. Hư lắm. Trời ơi Lan, sao cá tóc mình vậy? Anh Dư, lon tóc này của em và nhờ là dù cho hoàn cảnh nào có xảy ra thì trái tim em luôn hướng về anh. Rốt cuộc những chuyện này là sao ta? Chuyện ma quỷ xưa nay chỉ là huyền thoại du dơ, nhưng mà xem điệu bộ và cách kể chuyện của Lan Trinh thì... Bây giờ ở đây chỉ có anh với em thôi à? Ừ. Em kể cho anh nghe đi. Đừng có đóng kịch nữa. Em có đóng kịch gì đâu Kỳ Phương. Thì cái chuyện em kể đó, em nói là bị ma sói bắt hồn đúng không? Không phải là em đang diễn kịch với anh đúng không? Em không có diễn kịch nha. Anh kỳ quá. Em không đóng kịch. Em không đóng kịch, nói thiệt mà. Ở nhà thầy Mo có nuôi một con ma sói. Em nghe thấy giọng nó rõ ràng. Cái giọng nó trong veo hà. Không giống giọng người, nhưng mà nói tiếng người nha. Thiệt, em nói thiệt mà. Cái mặt anh đừng có nhìn em kiểu đó. Mấy cái chuyện ma cỏ thì anh đọc với anh nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà anh không có tin. Vì từ nhỏ tới bây giờ anh có thấy con ma nào đâu. Nhưng mà thời buổi này rồi em ơi, người ta lên tới sao Quả cung trăng rồi, làm gì có chuyện ma cỏ ở đây. Em cũng có bao giờ thấy con ma đâu. Nhưng mà hồi nhỏ bà nội có kể cho em nghe vậy nè. Bà nội đã từng bán đồ cho ma đó. Gì? Bán đồ cho ma là lấy cái thùng nước như vậy này nha. Khi mà ma đưa tiền á, nếu mà mình để tiền vô nước, tiền mà nội á là tiền âm phủ, còn tiền chìm là tiền thiệt. Bà nội còn kể là hồi xưa thì ma nhiều lắm, còn người mình ít. Bây giờ thì người nhiều rồi nên ma nó sợ. Anh cũng nghe lời đồn nhiều về cái chuyện con ma só ở những nơi dân tộc vùng cao. Anh cũng đang muốn làm một bài phóng sự về vấn đề này. Nếu quả đúng thầy Mo có nuôi một con ma só thì đây chính là cơ hội của anh. Kỳ Phương, em không có giỡn đâu nha. Hay là mình về Sài Gòn đi. Chứ anh không nghe Bích Hà nói con ma sói đó nó bắt hồn được hả? Anh chỉ tin khi tận mắt thấy con ma đó, để coi con ma đó nó khủng khiếp tới cỡ nào. Lời đồn về một con quỷ ở bìa rừng, câu chuyện hãi hùng về lời nguyền lúc không giờ, còn con ma sói của thầy Mo A Quan nữa. Những điều này có liên quan gì tới nhau chứ? Vùng đất này đúng thật là có lắm điều bí ẩn. Em có chuyện này dặn hai người nè. Trong căn biệt thự này á, chỗ nào hai người cũng có thể tới được, nhưng mà trừ ba chỗ: nhà của thầy Mo, với căn nhà đằng kia, với lại qua dì đằng sau biệt thự nữa. Căn phòng bí mật cuối dãy hành lang và căn nhà sàn hậu hoa viên nữa. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp. Ông muốn làm gì? Bây giờ mình lại trở thành khán giả bất đắc dĩ như vậy. Thiệt tình. Ngươi thật là to gan. Ta đã dặn ngươi không được lên nhà lớn. Dạ. Mà dám cãi lời của ta hả? Tại vì nhà lớn vui. Con thích nhìn con người mà. Một con ma mà cũng biết vui sao? Biết chứ, con ma cũng như con người thôi. Ngươi không phải là con người. Mà con không thích làm ma nữa. Mà con không muốn phải ở trong cái quan tài này đâu. Lỡ biến ma con thành người đi. Mà con muốn giống như mọi người, muốn sống như bao nhiêu người khác. Nếu ta có khả năng biến một con ma thành con người, ta đã là thần thánh rồi. Ông có phép mà, thì ông cứ biến đi. Biến hoài, biết đâu được sao. Nè, không có lảm nhảm nữa. Ngươi vào trong quan tài của ngươi đi. Ngươi là một con ma sói. Chỗ của ngươi là chỗ này. Bổn phận của ngươi là coi nhà của ta, không cho người ta vào đây lấy trộm đồ của ta. Không, mà con không muốn làm ma sói. Ông biến ma con thành ma khác đi. Bây giờ ngươi có nghe lời ta hay không? Hả? Ngươi mà còn dám cãi lời ta một lần nữa, ta sẽ biến ngươi thành xương khói. Thôi, đừng biến thành xương khói. Mà con đâu có cãi gì đâu. Mà ông làm gì thấy ghê vậy? Bước vào trong quan tài cho ta. Bước thì bước, từ từ. Còn không nằm xuống. Nằm thì nằm. Già mà dữ quá. Nổi cái gì đó. Nằm nè. Ngươi ở trong đó đi. Ta mà thấy người lớn giỡn ở trong khu vực nhà lớn một lần nữa, đừng có trách ta. Biết rồi. Con bé này đã lớn rồi, không dễ gì mà gạt nó như trước này nữa. Phải tìm cách ngăn nó tiếp xúc với thế giới ngoài kia mới được. Ta sẽ dán lá bùa này trên nắp hộp. Ngươi mà còn dám trốn ra ngoài nữa, lá bùa này sẽ làm cho ngươi đau nhức toàn thân. Không chịu, không chịu đâu. Ma con không có chịu. Ông không cho ma con lên nhà lớn á, thì ông cũng phải cho ma con đi vòng vòng trong nhà ông chứ. Ông bắt ma con ở trong quan tài hoài à, ma con buồn lắm. Không chịu đâu. Mở ra đi, mở ra. Mặc kệ ngươi, ta đi ngủ đi. Con bé đã phải sống khổ sở 20 mấy năm qua bằng cuộc sống của con ma só, nhưng ta đâu còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng của nó. Phải tìm cách đuổi con bé kia và thằng Kỳ Phương về thành phố mới được. Cái gì? Thứ tư nhận hàng à? Hôm trước có nói là cuối tuần mà, sao sớm vậy? Tôi biết rồi, muốn thì có thôi. Nhưng tôi nói trước, lần này là 50%. Được thì chuyển hàng, không được thì thôi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là chỗ làm ăn lâu dài mà. Tuy nhiên, hàng dạo này khó khăn lắm. Vậy ha. Chào đi. Ông chủ, có chuyện gì? Tất cả mọi chuyện đều bình thường, nhưng mà đường dây hơi động. Hàng chắc chắn sẽ về trễ hơn vài hôm. Không thể trễ được đâu. Bên kia mới vừa gọi hối xong. Nhưng mà đường dây hơi động, nên muốn gấp cũng không gấp được đâu ông chủ. Tao biết. Nhưng bây giờ bên kia nói hết hàng rồi làm sao đây? Không hiểu tại sao dạo này hàng hút như vậy. Về bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Để họ thiếu hàng bán là mất uy tín hết. Ông chủ, hay là trong kho còn ít hàng, mình cứ chuyển cho họ để bán đỡ rồi chờ hàng mới về. Cũng được. Chắc là họ không hài lòng, nhưng có còn hơn không. Ừ, tôi sẽ đi làm ngay. Khoan đã. Hai vị khách của chúng ta thế nào rồi? Theo lời ông chủ thì tôi có theo sát họ. Tôi thấy họ cũng không có gì khả nghi. Về việc ăn ngủ, nói chuyện với cô chủ ra thì họ không làm gì cả. À, cô gái tên Lan Trinh có chút tò mò, dám bén mảng tới nhà ông A Quan và bị ma so nhát cho một trận. Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi. Có động tĩnh gì khả nghi thì báo cho tao biết. Dạ, tôi biết rồi.